Như vậy là lá dong tôi đã rửa sạch và để khô ráo nước như này. Thì tối chúng ta sẽ tiến hành quả bánh chưng. Và đây là gạo nếp đã ngâm khoảng tầm 6 tiếng. Sau đó thì chúng ta sẽ cho một ít muối vào, xóc cho đều để cho vị bánh chưng nó đậm đà, không bị nhạt. Và đây là dây chuối, thông thường thì chúng ta sẽ buộc bằng lạc. Tuy nhiên thì tại vì bây giờ là họ vẫn chưa bán, nên chúng tôi sẽ sử dụng dây chuối để thay thế. Trước đây thì nhà tôi rất là thích ăn đồ nếp, nên thường có số lượng bánh rất là lớn, khoảng tầm hơn chục cái. Tuy nhiên bây giờ thì cũng có rất là nhiều đồ ăn rồi, nên là bánh chưng không được ưa chuộng như trước. Tuy nhiên thì để mà giữ cái truyền thống của ông cha thì vẫn nhà tôi vẫn tiến hành gói, mặc dù số lượng gói ít cũng được. Chỗ này tôi tính là gói khoảng tầm 4 cái. Có tên là nồi đỗ. Đỗ thì sử dụng để làm nhân cho bánh. Đỗ sẽ kết hợp với lại thịt lợn. Đỗ này là đỗ nhỏ. Và mẹ tôi đã trực tiếp xiết bằng chai thủy tinh. Sau đó thì ngâm đại vỏ. Rất là tiếc là khi mà tôi ngủ trưa thì mẹ tôi đã thao tác nhanh quá, nên tôi không thể ghi hình lại được cái thao tác đó. Nên sau khi mà đun sôi đỗ thì chúng ta sẽ vùi xuống như này để cho đỗ sẽ bở. Và sau khi mà đỗ bở xong thì chúng ta sẽ đảo đều cho tơi ra, và chúng ta sẽ nặn chia thành các cái cục đỗ để cho nhân bánh ở giữa các bánh nó đều, không bị bánh nào nó nhiều, bánh nào nó ít. Chúng ta sẽ đi chuyển ra dưới làng để gánh nước về lô bánh chưng nha.
đây chúng ta sẽ để đây để ắp lên sạch. Vâng, và bây giờ tôi sẽ thực hành gói bánh chưng. Nó có khó như tôi thấy không? Đây, chuyên gia của mình. Chúng tôi sẽ múc lá cho tôi. Tôi sẽ làm một lá tước đây. Đấy, trước khi mà cắt thì các bạn phải đo cái kích thước của tôi cắt dây nó dài hơn và ngắn hơn so với luôn. Dây chuối bạn xin động thế xa dần trước sau trái phải trên dưới thật nhuần nhuyễn và có thể tính toán rất nhiều phán đoán và quan sát tính cảnh nhìn nhận tính chất trên dòng cảnh không được áp dụng cho bài đối liệu hoặc là nội dung luyện tập rất cần thiết có phần nâng cao thể lực bạn để bạn đồng hồ chuyên nghiệp trong việc áp dụng đòn thế cho người đối phó. Tôi sẽ bắt đầu đặt dây. Bên cạnh việc rèn luyện đòn thế, bạn cần hướng đến mục tiêu nâng cao tinh thần dũng cảm, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn bằng nỗ lực của bản thân cho người võ sĩ. Thế là để lá đối diện. Bốn lá các bạn nhé, bốn lá đứng sau đảo. Tiếp không lạnh quá, trên lắm. Đây các bạn nhìn đây là nó đã đầy rồi, bây giờ tôi sẽ cho cả. Giảm gom để phân tích luôn. Cần thịt mỡ nè, nhà có điều kiện nên cho nhiều mà thịt chút để cho nó ngon. Nếu mà các bạn ai có thiếu thịt thì đến nhà tôi nha, tôi sẽ tài trợ thịt. Ôi chết, còn chút cho nó đỗ nữa chứ. Nhìn hấp dẫn quá. Tại vì tôi ngại nắm quá nên thôi. Tôi sẽ tăm vo vậy. Bánh này mà nhiều thì bánh cũng hơn vậy. Còn trường hợp là thường là không ai sẽ nấu xù. Chúng ta sẽ để nệm xuống nha. Nhưng mà không nên nệm chặt quá. Tại vì nó còn nở nữa. Nhưng cũng không nên nọc quá. Ta sẽ phải nó thật thêm đối với sự thật mà lá này không ăn quá thì ta sẽ nó thêm đấy đã kín rồi không thêm sập lá
lần đầu gói bánh ấy là khá còn đang lụa. Tem tem đã thức đã hình thù cái bánh rồi nè. Cẩn thận không rách đá các bạn nha. Ôi wow. Nhìn cũng xịn xò phết nhờ. Công đoạn cuối cùng sẽ là vắn cho nó vuông vắn một chút. Cũng làm gì đấy, không đến nỗi tệ. Vâng, và đây là chiếc bánh đầu tiên của tôi. Nhìn chung khá là xò không? Nếu như bạn nào mà chưa biết quả bánh thì hãy cứ làm theo tôi như vừa rồi nha. Rồi, ok. Đây chú Thang quay chuyên nghiệp hết nhỉ? Chuyên nghiệp. Vâng. Tắt rồi. Ở đây sản phẩm đã hoàn thành là một chiếc bánh trưng. Và đây là chiến trường sau khi gói bánh xong. Thật là may nhưng mà tôi kiểm soát khá là tốt. Lượng gạo đã hết, đổ đã hết và còn thừa chút thịt. Đây những cái cuộn và lá này chúng ta sẽ dùng để nốt nếp nồi của ngày mai thì chúng ta luộc bánh khỏi bị cháy.